vãi cả lồn, 15 con dao. Đâu, để tao xem à. Thằng này chết Chúng mày đờ. khoe thằng này Như nhiều thế quá. nhờ. Hai cái Thằng nào này về có lô. 15 15 con dao, một ruby, một sapphire. Phết. Emerald, lại phết. Ui. Thằng này toàn hàng. Bọn in phê thằng này về. hơn Hơn tỏi. hơn hơn 2 tỷ chứ. Để xem vừa lâu rồi. Ui. Căng Multi nó cũng game có 6 cái em ạ. Thịt mẹ. Sợ quá. Cái quả găng sắt thế kia là ui legit rồi. Quả dao nó đẹp thế. ui Pandora Box Ủa sao Factory sao New. sao nó lại có khẩu Trông AK đang màu nó giống vàng legit là mãi luôn anh em ơi? rồi. Sao nó... này. Sao Pandora Box Factory này New sao đi nó lại con. có khẩu AK màu vàng là Còn thế nào? King Snake của nó cũng minimum way À, nhá. Fuji đây. Amphibia là Factory Fuji New đây. nhá. Fuji. Một vài Alo alo minimum alo. value nhá. Sao Đây nó lại rồi. có khẩu AK màu vàng là thế nào đâu? Trông Đâu nó anh? xịn nó lồn Khẩu này. nào anh? Khẩu mở hòm của nó đây anh, khẩu đấy 40 củ X-ray. ấy. X-ray đây. Không, nhưng khẩu này màu vàng mà. Đây nó màu vàng trong cái này này. Hai khẩu Nó thế anh. hydrophoric. Màu vàng trong phần Steam luôn này. Ủa. Em đâu hiểu. À, sẽ màu vàng Không đâu, phải. bình thường mà. Đâu Nó sao? bình thường Tao mà. nhìn thấy màu vàng mà. Ui. Không không làm quá. Khẩu ọp của nó màu vàng này. Cái này cũng màu vàng lúc này. Thế đéo đâu. Thằng này điên quá. Ui, đi mẹo này. Vãi đái khẩu. À, là Star Trek anh ơi, màu vàng là Em Star ơi, Trek em à? ơi, em ơi. Cái khẩu op này của nó là 0,000005 đứng số 1 luôn này. Vãi lồn Thế Khẩu thì thằng này chắc có một khẩu slot khẩu rồi. brick này của nó là top 1 của cái khẩu op này luôn này. Ôi vãi đái. À, Ôi, màu anh em vàng bị nghĩa là lừa top rồi. 1. Top 1. Toàn là số 1 luôn Thế không này. phải. Khẩu AK của nó là khẩu số 1 Đúng luôn rồi, này. đúng rồi, đúng rồi. Mấy khẩu vàng là số 1 rồi. 0,000346 luôn này. À. Em thấy rồi, em thấy rồi. Ôi, Cả đúng rồi, nào? đúng rồi. Đi con mẹ này xúc vật Ở sao thật. màu vàng ạ? À? Đi con mẹ vì anh lần đầu tiên anh nhìn thấy màu vàng hóa ra khẩu Deagle nó là 0,00001 cũng là số 1 thế giới luôn. Về Float. Không em. Em phải cài thêm cái ứng dụng cơ em mới nhìn được cái này. À khẩu Ừ em khẩu biết rồi, em biết SG của rồi. nó cũng là số 1 thế giới luôn. Thế là thằng này 0,000123. ôi. Wow, Thằng này đến em từ vùng xem đi nào anh Trung Quốc á. nhỉ? Ôi, khẩu Đấy, M4 của nó thằng đi, này con mẹ kẹt mày nó đứng nhỉ. số 2 thế giới này. 0,000018. À. Ui. Đi có mẹ khẩu M4 Poseidon đồng nó có 4 sticker LDLC holo anh ạ. Phải Ủa. lộ thịt mẹ nó Đi dâu về sợ Ôi, bạn không nhéo ăn đi thua cho em khẩu ơi. đánh anh. Khẩu AK Vice của nó là Star Trek AK Vice 4 holo sticker Navi. Katowice 2014 đấy bạn. Đi con mẹ. Đi Đi con con mẹ gặp mẹ. nhà Vicky rồi. Ôi, Mở đi luôn nhá. dao, dao Dao của Pro nó. này phải 4 tỷ. Dao của nó Con cũng là mẹ 4 top 1 thế giới đấy bạn. tỷ Ôi, dao của nó. Nửa tỷ Ôi. trở lên anh Mẹ ơi. không muốn muốn Poseidon vãi đái. Vãi lồn gặp ngay con may bách đi ở trong xe của sợ Còn mẹ mẹ con con may dao của bách được nó bắn đi mà dao của nó cũng là số 1 thế giới mà. Thế thì con mẹ này cái thì điên con rồi kết render này của nó chắc cũng kinh. Còn kết của nó chắc là nhiều blue. Để anh in spec cái xem nào. Khéo sắp về vào trận báo ta ta đang in spec thằng hòm thằng này cuốn quá đi con mẹ. Ừ Toàn game anh in vào spec đây được này, anh máy. cứ vào phòng này. Anh in spec ở Đây. ngoài nó vẫn hiện chứ. Em ơi, con Karambit của nó play sai phút blue em ạ. À. Đít con mẹ. Tao biết ngay mà nhìn nó thật thằng này cái kiểu gì đâu như thế. Ôi trời Em cũng ơi. nghi rồi, em nghi thằng này Vai nó chết đường đài sân con chơi kìa. Karambit à. Ôi. Lộn. Thằng này dâu. Thằng này dâu vãi rồi. Vâng, các bạn quản đích. Mẹ đây là thằng Vào game anh em, vào game anh em, vào Ui, game kìa. con mẹ. Ui, đít mẹ phút. Thằng Full blue play sai này, à? vậy thằng ấy chắc chắn là con của chủ tịch Ờ tập đoàn sao nó dâu bảo là vãi. Steam ID tao không cho phép là sao nhỉ? Sao anh? Anh không biết, anh tắt game đi vào lại nhanh anh ơi. Đây đây. Con mẹ mày 40 xem hòm giây. đồ đằng này. Thôi thì mẹ em thằng máy bắt thì nó. Con mẹ thằng Địt này mẹ. giàu Anh ơi. thế nhỉ? Anh Sợ ơi. vãi luôn. Đây đây đây. Thằng này thằng chủ rig này nó còn đéo chơi game đâu. Địt mẹ nó còn đang đi nhờ smurf để cày lên mấy cái elo hay sao ấy. 10 giây anh ơi. 10 giây làm Có sao thể kịp đang bắn được được. Captain Mo. Đúng rồi, mình đang bắn với Bro Player là cái chắc. Thằng GS này bắn vãi ở lô ấy. 9 giây. Đéo kịp rồi, bỏ mẹ rồi, mày ngắm nồm đồ vào đéo kịp rồi. Đốt trận này cũng hợp lý. Con mẹ thằng này nó Kịp chơi cái rồi. chiêu chiêu này chiêu quá nhỉ. Chiêu này bịp mẹ ánh sáng lấp lánh quá, đéo chơi. Anh đổi hàng đi, năm sau anh em anh bom ạ. Đây đây vào kịp không? Bao nhiêu giây nữa? Hết Hết rồi, phải hết rồi, chưa? hết rồi, hết rồi, hết rồi. Con Trong mẹ. khi anh đổi nick, bọn em đi ngồi ngắm hòm đồ tiếp anh Vãi ơi. lộn, gặp ngay thằng địt mẹ ơi, một thằng Đức Bo nữa, vãi lộn. Ôi, con mẹ này, em nói thẳng nhá, Đức Bo tầm này đéo bằng nó. Đức Bo đéo bằng được đéo của nó mất. Con mẹ thằng này đi giàu con thế sao nhở? bốc.
Thằng này giàu vãi lồn đi. Nhưng mà anh Thằng em này nó bốc để đồ yên thân để tao đi tôi. tiêu anh ạ. Thằng này nó chơi chiêu mỹ nhân kế, mẹ nó cho tôi xem hòm đồ đẹp quá. Ui, em nhìn nhá, khẩu P50 của nó này. Mẹ mày xem xong lú mẹ luôn. 4 holo sticker NIP 2014 này. Xong bắt đầu các bạn nhìn tiếp này, khẩu M4S của nó này, 4 cái 3D Mark Holo 2014 này. Sau lại tiếp tục xem có khẩu gì đặc biệt không? Nào. P90 của Thế khẩu chịu nó, luôn đấy. Em bảo Ryzen Gaming Holo 2014 Kato White cộng với cả mẹ em sợ vãi luôn. sticker RUD 4X20. Ôi rồi, ôi địt mẹ thằng này chắc chắn là Grab P250 Whiteout 4 cái sticker AN Power Holo 2014 vãi lồn. Thằng này giàu quá. Em bảo rồi, thằng này chắc Chịu chắn là nhờ cái thôi. thuê rồi, cả hai thằng nó này đều hai thằng smurf vãi luôn ấy. Ừ. Cả cái thằng địt mẹ MBGSS kia kìa, nó bắn kinh vãi luôn, chắc mình gặp mẹ Bruvel ở Trung Quốc mất. Chả thế, địt mẹ bọn này chắc chắn bắn FPL, địt con mẹ. Từ từ gặp Captain Mô ấy. Con mẹ vãi đái, giao súng bảo To sao, bắn kinh bảo sao tao vãi lần đầu tiên tao bảo sao hòm đồ đó đồ nó cứ màu vàng. Mẹ nó đấy là chứ. của anh cài cái Ủa, hình như cài rồi cái anh cài riêng ở cái trên kia. web Anh cài cái cài ứng cái dụng trên web mà nó Diplop ra kìa, là cái số lượng thứ số hạng của con dao ấy con luôn mà. rank các thứ đúng Ui, không? Em có cài mà. có Asimov của nó đây anh em nhìn này, một cái Dignitas, một cái Nip, một cái LDLC, một cái Vitus Pro đều là À holo của 2014 hết. Ui. Kato một cái White. đấy là bao tiền đấy anh? À mỗi cái này Không á, tính mỗi đâu. mỗi cái sticker này nó rơi Mình vào nhà tầm khoảng, anh nghĩ là nó chỉ rơi vào tầm khoảng 100 triệu một cái triệu. thôi. Mà thằng này nó hơn điên hay trăm sao trăm trăm đến hơn trăm thì sao anh thì đã nó power giá giá kinh thế con mẹ. Chả thế anh đã power phải 5.000 bây giờ nha, tất cả sticker 2014 holo các thứ Katowice là bọn Trung Quốc là ôm hết rồi, ui vãi đái anh đưa luôn. nó 200 triệu nó cũng đèo bán với anh đâu. Đến cái khẩu Mark 10 Thằng của sợ nó, vãi. khẩu Mark 10 Nhưng của mà nó cũng LDLC với cả Clan Mythic ấy. Ôi trời một cái ơi, đồ này 3D Mark không này. định giá nữa rồi, Mẹ mày khẩu Mark 10 của đồ nó này, mẹ này nó hơn hòm không đồ định của giá cậu bạn. khối ông người thì con mẹ sợ thật. Khẩu USB của nó cũng ui, 4 cái Chọn LDLC luôn. luôn. Khẩu MP9 của nó không có gì đúng không? P2000 nó có gì? Fire 7 bình thường. Cái này nó gọi là vô giá đấy. Hòm đồ này hòm đồ này giàu hơn. hòm đồ này có tiền đéo mua được ấy. Đúng rồi anh, hòm đồ đồ này này hòm đồ này offer để đúng đưa nó đúng là có giá. tiền các bạn không mua được ấy. Ui, khẩu off của Thằng nó, này á. khẩu wifi của nó Này. cũng lại thì mẹ làm cái crowd foil này, thêm một cái digitat holo này. Thằng này điên nhỉ. Ui, thì mẹ ai Sao vai holo nó phải gọi là dị rẻ vậy rách luôn các bạn ạ. Này. Op này cũng ai vai holo luôn này, rẻ rách luôn. Công bảo Úi ai Viper là đỉnh nhất hay không? Titan với cả Reason là đỉnh nhất mà thằng này có cả hai, rất là lùn. Titan Reason đến Ui, cái con Karabit của nó là con số 1 thế giới này. Con Karabit Đúng rồi, anh Karabit số 1 Black đấy. Black Latimer này số 1 này, 0.000809 này. Deagle này là Deagle. Con này là con souvenir mà có chữ ký của Nico ở trên em ạ. Hay là nó tự Ui. dán nhở? Nico Nó tự dán đấy Single anh tự ạ. dán à? Em nghĩ là nó tự dán đấy. Ui, Ủa, Black. thằng nó giàu lắm. Nó còn tự Thôi. mua được Mẹ sticker mày để dán trông cái anh. con Maybach thì mẹ bắn Con súng mẹ. thì mẹ muốn chơi nữa. Vãi Vãi đài. luôn. Hàng hàng tự dán Mày nó nhìn cái khẩu StarTech AK-47 Red Lalimate của nó đây này, đi con mẹ một cái holo Iper, một cái holo Titan, một cái holo Navi, một cái holo Hellraiser, con mẹ khẩu giàu súng này vãi đái, cầm khẩu súng này đẹp trai vãi đái luôn các bạn ạ. quá. Đẹp trai nhất có Mẹ phải cái em khẩu này của nó là phải tầm khoảng tỷ nhờ. không định Khẩu này không nếu mà định giá đâu tính tính rồi ra là phải tính trên tỷ đấy. Khẩu này phải trên 1 tỷ khẩu khẩu AK này. Vãi lồn đấy thật. là nếu anh tính cả sticker, còn em nghĩ là khẩu AK này chắc giờ tầm gần 100 triệu. Điên Gần là trăm trăm triệu triệu mày đấy cũng mua được cặc luôn cái địt mẹ tao thề mày luôn, trăm không triệu đéo bao mua được bằng tiền Việt. Tại vì nó không, dán sticker vào rồi mày hiểu nó tính biết biết sticker là nữa. nó tính sticker là mấy phần trăm, nhưng vấn đề là mày sẽ không bao giờ bỏ 100 triệu mày mua được khẩu này, mày hiểu không? Thì đương nhiên nó thế không bằng vấn đề là giá thực của nó là khác, đấy là cái giá định giá của trên kiểu set money thôi. Nhưng định giá là kiểu như là nếu mày muốn bán quá tao mua vào tao chỉ mua như thế thôi, hiểu không? Còn thực ra giá khẩu này nó tầm mày chắc chắn mua khẩu này phải tầm 300 triệu để may ra may thì ra nó được bằng chờ đi mẹ chắc vãi đái thằng nó. này. Thằng này là một trong những thằng Trung Quốc điển hình mà có khả năng cao sẽ cho các pro player mà bắn giải nó mượn đồ ấy, kiểu Nó thế mượn nick luôn đấy. Không không không, không mượn nick được, nó sẽ không không được mượn nick offer em ạ, đồ, không được mượn nick, không được chỉ mượn nick, mượn em không đồ được thôi. mượn nick. Như kiểu là hôm trước thằng DeFi cầm con Kate Hen mà nhiều blue rồi sau 4 titan ấy, đấy là mượn đồ đấy.
mẹ cái trước em có vanh ông ấy hay cho thằng Kizabay mượn đồ đấy. Rồi nhá, vãi xin nhá, ở cái phần comment của em nhá, nó ghi là Silent by Device, đít mẹ oai vãi lồn, anh nói thật. Uầy. Không, cái cho mượn đồ được sai mà. Cái con dao Doppler của nó này, con Stiletto Knife này. Đứng cũng số 1 thế giới mà nó có chơi cái khẩu đấy. Nó chơi cái khẩu XM1014, nó cũng phải chơi cái khẩu số 1 thế giới. Mẹ cái thằng này nó bị điên à, cái khẩu này nó có phải lấy cái khẩu 0.00028 đứng hạng 1 thế giới. Ui. Ừ, con nào mẹ à, nó chứ khẩu phết khẩu Glock phết của nó này. Ba cái sticker Crown Foil à mày ạ. À. Con mẹ lại dán thêm một cái holo titan nữa đi con mẹ mày. Thằng chó này, mẹ mày đúng là người ăn không hết kẻ lần không ra. Cay đó đấy chịu được. Ui. Ui. Đây đây. Bản thân đây nhá. Tôi cho anh em xem nhá. Anh em chuẩn bị xem thằng này nhá. Nó có một con kết handler nữa là con classic knight đúng không? Để tôi cho anh bạn xem để xem con này nó như nào. Mẹ em ơi. Con này là con classic trong cái playside của nó trông mướt vãi luôn. Thằng này là đang đi, thằng này nhà nó phải đi labo em ạ. À. Nó đéo đi mấy mách đâu. Xanh vãi. Xanh két mẹ luôn. Ít con mẹ. Nó là xanh két. Đây là 89% mẹ blue game đây rồi. Đây nó đéo phải 89% em ạ, nó phải chín mấy phần trăm như đây mà gọi là 89% à, mày không biết học đếm à, như thế này mà mày bảo là 89% ở đây là chín mấy phần trăm nó rồi, kinh khủng quá em không sao đếm, con mẹ mày đo thử xem mẹ nó chứ. Hòm đồ này là hòm đồ mấy chục tỷ chứ đéo phải là một chục tỷ nữa rồi, hòm đồ này phải hòm đồ này của nó phải lên đến mấy chục tỷ. Nó đầu tư, anh nghĩ là nó đầu tư phải đến mẹ phải đến 50 tỷ, còn bây giờ nếu mà bán lại thì bán chắc chỉ được chục tỷ thôi. Nhưng mà hòm đồ này nó phải đầu tư đến tầm 50 tỷ nó mới có được cái hòm đồ khủng khiếp. Ôi, thế thì cái nick Steam này của nó em nghĩ là gần 100 tỷ. Nick Steam này đầu tư vãi lộn. Ui lại, ui qua đã, nó có lại có một con Usus Knight kết hẹn đực nữa, anh lại phải vào xem nó là như thế nào. Thì con này em nghĩ nó cũng xanh lè mẹ, xanh vãi lộn. Địt mẹ, đúng là dân chơi không sợ mưa rơi ạ. À. Khéo mấy cái con của mấy thằng pro player chơi game này của thằng này hết hay sao ấy. Cái Yagami Line này là thấy một lần rồi mà. Ở của ai nhỉ? Yagami Line là tên thằng nhân vật trong truyện Death Note mà, có gì sợ đâu. Thật. Không, ý là cái con Karambit full xanh của nó cơ. Wow. Con mẹ thằng có này. Cái trang web mà để check em thằng nào chết được thằng này chết thằng kia ấy, sao bây giờ nó đang ở đâu ấy, kiểu ấy. Đấy các bạn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Hòm đồ này rất đơn giản, nó dùng một khẩu SG553 cực kỳ đơn giản. Đấy, khẩu này tên là Mikami Teru. Đó, sau bắt đầu nó là hạng 1 thế giới, khẩu đẹp nhất thế giới. Sau đó dán đóng thêm ngay cái sticker Holo Titan 2014 vào. Mẹ đúng thằng này. USB của nó, thế khẩu The Law nó có gì đặc biệt nhỉ anh nhỉ? Em ơi, The Law nó có sticker à? USB của nó là có 4 cái vốc sticker holo 2014. Mẹ nó chứ khẩu Orion. Trông Orion là Chocopie nhưng mà Chocopie lại đéo phải là Orion em ạ. Mẹ cay thật. Thế này thì bố mày cũng làm hộp Chocopie, bố mày cũng Orion là Chocopie và Chocopie nó cũng là Orion, là tôi cũng làm hộp Chocopie, tôi bắn luôn. Còn mẹ cay đó là chịu được. Khẩu X-ray của nó cũng là khẩu đứng thứ nhất thế giới. Mẹ thằng này chơi đéo chơi thôi mà chơi toàn số 1. Ui, em mod skin cũng có. Đây khẩu X-ray của nó đây. Khẩu X-ray này phải em ơi, em ơi. Fuji đây. Khẩu AK47 X-ray không hề có Factory New trên Steam. Vì đéo thằng bán anh đi. Khẩu Filtet là khẩu rẻ nhất trên Steam là giá đã là 1.187 đô rồi. Đi vẽ vãi lồn. Vãi lồn. Thằng này chị ơi, nó là con ở đại gia nào với đấy rồi. Ôi, thế thì khẩu ôi. Từ đéo thế này. Anh search trên này xem có giá không. Ôi, anh em ơi, anh em vào xem thử bạn bè nó. Từ tí nữa, tí anh xem. Đây rồi, khẩu FN xem giá trên Steam nó bao nhiêu. Factory New đéo có giá luôn. Phải đái. Đéo định được giá ấy anh. Sao bắt đầu nó như khoa đã. Nhưng vấn đề là cái khẩu AK này đã đéo có giá rồi. Nhưng mà khẩu của nó lại còn là khẩu số 1 đẹp nhất trong tất cả những khẩu Factory New cơ.